Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review về cái sản phẩm đông trùng hạ thảo 60 gói của Cao Nga và Cố Vàng. Thành phần đông trùng hạ thảo của Cao Nga hộp gỗ vàng 60 gói Hàn Quốc được quan tâm từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào. Tất cả các thành phần tạo nên sản phẩm đều là thảo dược tự nhiên, không chứa các hóa chất độc hại. Thành phần của đông trùng hạ thảo được chọn lọc kỹ càng, vì vậy người dùng có thể yên tâm khi sử dụng mà không lo tác dụng phụ, dị ứng hay bất kỳ tác dụng không mong muốn nào khác. Các thành phần bao gồm cao đông trùng hạ thảo, đây là thành phần chính của sản phẩm. Cao đông trùng có trong mỗi gói sản phẩm chiết xuất tới 68% tổng trọng lượng toàn gói. Cao đông trùng được bào chế từ những con đông trùng đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất, quy trình chế biến cao, sạch sẽ, an toàn, chiết xuất bưởi chiết xuất cây quế. Sản phẩm bao gồm là một hộp gỗ vỏ vàng, bên trên bề mặt là có logo Samsung, tem mạ cóc, trước mặt là hình con mở lắp là hình con rùa, đằng sau ghi hạn sử dụng mã cốt của sản phẩm. Đây là hạn sử dụng cùng mã cốt của sản phẩm. Thành phần gồm có chiết xuất thân cây quế, gừng, chiết xuất thân và rễ thương chuột, chiết xuất nấm linh chi, màu caramel, đường charret. Các thành phần khác như nước, đông trùng hạ thảo là một trong những sản phẩm rất là tốt cho bệnh cao huyết áp. Với dây chuyền sản xuất hiện đại của Hàn Quốc đã bắt tay vào nghiên cứu sản phẩm đông trùng hạ thảo theo một thời gian dài. Cho nay rất nhiều sản phẩm đông trùng hạ thảo của Hàn Quốc có mặt trên thị trường nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là đối với người Việt Nam. Đông trùng hạ thảo Hàn Quốc là một sản phẩm nổi tiếng trong số các sản phẩm đông trùng hạ thảo của Hàn Quốc. Đây là sản phẩm đông trùng hạ thảo đã qua chế biến và được bào chế ở dạng nước, rất dễ uống. Sản phẩm được chiết xuất từ con đông trùng hạ thảo chất lượng tốt, quy trình chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được công bố rộng rãi trên khắp cả nước, được đóng hộp rất là chi tiết và đẹp mắt. Bên trong là tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Hàn, 100% toàn tiếng Hàn nội địa. Sản phẩm được sử dụng trực tiếp vào cơ thể, được kiểm nghiệm rất chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào, sơ chế, bào chế, đóng gói đều có sự tham gia của quản lý giám sát chặt chẽ. Các khâu được làm bằng máy móc nên sự chuẩn xác đến từng chi tiết. Các vấn đề về an toàn thực phẩm cũng được đặt lên hàng đầu. Từ đó nguyên liệu được đưa vào kiểm soát, được kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi nguyên liệu vào đủ tiêu chuẩn sẽ bị loại ra để thay thế bằng nguyên liệu khác đủ tiêu chuẩn. Công dụng của sản phẩm hộp gỗ vàng 60 gói: nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch. Cao đông trùng nấm ly chi có trong sản phẩm giúp các tế bào trong cơ thể được khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, tốt cho tinh thần, an thần, giảm căng thẳng, mệt mỏi. Sản phẩm giúp an thần, giảm căng thẳng, mệt mỏi hơn nữa. Những biểu hiện như lo âu, tim đập nhanh, đánh trống ngực đều giảm rõ rệt khi sử dụng sản phẩm thường xuyên. Ngăn ngừa lão hóa, các nghiên cứu thực tế cho thấy đông trùng giúp ngăn ngừa lão hóa rất tốt, bồi bổ cơ thể. Sản phẩm được coi là thuốc bồi bổ rất tốt cho sức khỏe, cho những người ốm, mới ốm dậy hay suy nhược cơ thể mỗi ngày để được khỏe mạnh hơn, phòng ngừa bệnh tật. Các thành phần trong đông trùng giúp đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể. Ngoài ra sản phẩm giúp đốt cháy mỡ thừa, tăng cường lưu thông máu, như vậy có thể ngăn ngừa được nhiều bệnh tật. Trong mỗi hộp thì có 60 gói, mỗi một ngăn là có 6 gói, tổng tất cả là có 10 ngăn. Sản phẩm được đóng gói trên dây chuyền hiện đại, được chọn lọc một cách chặt chẽ.
từ khâu chọn lọc đầu vào đến đầu ra. Đông trùng thì tốt cho những người cao huyết áp, điều hòa huyết áp, tim mạch ổn định, giúp ăn an thần, ăn ngon, ngủ khỏe. Đông trùng hạ thảo được bào chế dạng nước rất dễ sử dụng, mỗi ngày dùng 1-2 gói. Người dùng khi chỉ cần sử dụng bằng cách uống trực tiếp như nước giải khát mỗi ngày. Cách bào chế dạng nước giúp người dùng không mất thời gian chế biến và sử dụng. Sản phẩm được công bố rộng rãi trên thị trường Hàn Quốc và giờ đây trên thị trường Việt Nam cũng được ưa chuộng. Rất nhiều người đã tin dùng sản phẩm đông trùng hạ thảo với mẫu mã sang trọng. Cách sử dụng có thể nâng cao thể lực. Với những người uống mỗi ngày nên uống 1-2 gói vào lúc đói. Muốn ngon hơn thì nên uống khi lạnh, để trong ngăn mát tủ lạnh khi sử dụng. Nên khi bảo quản thì các bạn để nơi khô ráo, tránh nóng mặt trời. Sản phẩm được đóng bọc qua một lớp chống sốc lên hộp, mà rất là nhìn không bị va chạm, và kèm một túi đi kèm làm quà biếu quà tặng, rất là ý nghĩa. Trọng lượng của sản phẩm mỗi gói có dung tích là 30ml trên một gói. Với những người cao huyết áp thì sử dụng ngày 2 gói. Với những người mất ngủ thường xuyên thì ngày dùng 1 gói. Những người phụ nữ mang thai và con nhỏ dưới 10 tuổi thì không nên sử dụng sản phẩm. Sản phẩm là dạng thực phẩm chức năng nên được hỗ trợ rất là tốt cho sức khỏe, không có hại mà chỉ giúp bồi bổ nâng cao thể lực. Sản phẩm không phải là thuốc, không có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm là món quà ý nghĩa cho bạn mang đi biếu tặng người thân trong gia đình vào những dịp lễ Tết hoặc thăm hỏi. Là một sản phẩm rất có ý nghĩa. Các bạn cần mua hàng hay cần tư vấn thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc liên hệ qua web dưới địa chỉ bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Nhân Sâm Cường Phát của mình. Các bạn cảm thấy video bổ ích thì các bạn hãy đăng ký và bình luận để mình chia sẻ những video ra sau được tốt hơn. Cảm ơn các bạn.